Lúc này là 6:30 ngày 23 tháng 11 năm 2021. Hồi 12:30 tôi có theo dõi trận Villarreal của Spain đá với Manchester United. Thật sự là rất hồi hộp, tại vì cái anh huấn luyện viên tạm quyền Carrick á, thì mình thật sự là chưa tin tưởng. Hiệp 1 thì thật sự là khung thành của David De Gea thì bị uy hiếp, sang hiệp 2 lại vận may nghiêng về Manchester United. Manchester United giành thắng lợi với tỷ số 2-0 cho cái ngày lễ tạ ơn, tức là cái đề tài mà tôi hôm nay tôi tạm gọi là các bạn chuẩn bị gì cho ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Thanksgiving bên đất nước Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước bên phương Tây. Còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ tạ ơn. Tôi xin kể một chút. Chắc là tôi thì cũng như tất cả anh em ở bên nước ngoài họ cũng có cái sự may mắn riêng. Còn tôi thì tuần trước, hôm thứ sáu tuần trước thì nhà trường chỗ con tôi học, nhà trường có gọi alo. You có phải là parents của đứa bé này không? Yes. Có gì không cô? Thứ hai tuần sau từ 9 giờ sáng đến 12 giờ nhớ tới trường, nhà trường sẽ cho free mỗi gia đình là một con turkey. Nhà trường cho miễn phí. Nhà trường cho miễn phí một gia đình của cái trường con mình học á, là một con gà tây. Em lại ok, thank you. Cô nói là no problem, no problem, you welcome. Mừng quá mừng luôn. Người ta cho nguyên một cái con gà tây bự lắm, 5 6 kg, 10 kg gì đó, bự lắm. Cái thì mình cũng đỡ đỡ phải đi chợ mua cái con turkey, mua con turkey. Nó như là cái một cái phong trào thôi. Mặc dù ăn hoặc không ăn thì tới cái ngày ăn thịt gà tây thì gia đình mua một con, không mua con lớn thì mua con nhỏ, tức là ăn cho nó có cái ý nghĩa của cái ngày đó. Thịt thì nói chung là anh em ở nước ngoài thì họ biết hết rồi, ở ở nước ngoài thì không giống như ở trong nước, nào thịt, nào cá, nào thịt gà, thịt bò, thịt heo, họ cuộc sống nó thoải mái hơn. Một con thường thường nó mười mấy, 20 đồng, 20 mấy đồng gì đó thôi. Tôi thì may mắn nhà trường cho một con. Cái cách nấu một con turkey nó khó lắm. 2, 3, 4 năm sau tôi mới tập dần. Mấy người bạn người Mỹ ở trong hãng làm chung thì người ta mới chỉ cách nấu. Một là fry, deep fry, tức là nấu trong một cái nồi nồi 50 lít. Nấu bằng dầu bao nhiêu, 3, 4, 5, 6 tiếng. Nó phải phải nấu y như là chúng ta luộc bánh tét vậy đó. Đó là cách thứ nhất. Trước khi nấu thì đương nhiên là chúng ta tắm mùi vị nước gì gì đó, hành tỏi, bơ gì gì đó, cơ mình ăn cái gì là mình nhét vô trong cái bụng của con turkey đó, luộc bằng bằng dầu ăn á, đó là cách nấu đầu tiên. Còn cách nấu thứ hai nữa là mình grill, bật cái đèn lower, bật cái đèn nó vừa vừa thôi, đừng có nóng quá. Thì mình nấu ở trong cái oven á, trong cái lò 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 nướng tới 6 tiếng lận. Đó, tới 6 tiếng đồng hồ nó mới chín lận. Khi chín á, lấy ra ăn nó cũng vậy thôi. Giống như là gà gà công nghiệp vậy thôi. Các bạn ở châu Úc rồi châu Âu rồi ở Mỹ rồi ở các nước khác, còn ở Việt Nam thì Việt Nam hay làm theo. Đó. Việt Nam ở phương Tây ngày lễ tạ ơn thì bên Việt Nam cũng lễ tạ ơn. Rồi bên Việt Nam Valentine thì Việt Nam cũng làm theo, cái gì phương Tây làm thì Việt Nam cũng làm theo. Làm thì cứ làm. Cái khác trong lúc này á là mỗi nơi tình hình dịch bệnh đó đang rất là căng. Đó, chỉ thị 15, 16, tức là bây giờ Việt Nam sử dụng biện pháp khác để chống dịch. Không còn cách ly nữa, cũng cách ly, cũng cách ly, nhưng mà cái cách ly khác, không không hiểu khác, cái khác đó là cái gì.
cái phong trào của cái ngày lễ tạ ơn, ngoài cái ăn ra ngày lễ tạ ơn là ăn 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 dữ, ăn đậm lắm, ăn thịt, ăn bảy bụng luôn, ăn thịt y giống như là ăn Tết bên Việt Nam, đi nhà này cũng turkey, đi nhà kia, đi nhà thờ, đi đâu cũng thịt 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 ché hả, xé miếng thịt nó dài dài cả gan luôn, ăn nhiều người mua làm cho vui thôi, ăn ăn một đứa ăn không hết thì họ bỏ, tiếc lắm, Mỹ người ta bỏ bỏ biết bao nhiêu, người ta dục biết bao nhiêu đồ ăn. Còn cái tối của ngày Thursday là ngày cái đêm Black Friday, có người chuẩn bị Black Friday, người ta là cái ngày chủ yếu là ngày shopping, là ngày đi mua đồ, là ngày đi mua đồ on sale, cái ngày mà những người mà hay thường thường đi thích đi shopping á, là người ta dành cái ngày đó để đi mua đồ. Mua đồ cái đêm Black Friday nó cheap lắm, nó rẻ lắm. Người ta quảng cáo trong radio, trong TV, trong bất cứ, tức là cách đây cả tháng rồi. Cái siêu thị này bán gì, siêu thị kia bán gì, Amazon rồi Walmart rồi Home Depot, Lowe, tất tần tật tần tật các cái siêu thị, là cái đêm mà người dân tiêu tiền. Tiêu tiền cho cái Black Friday. Anh làm ít làm nhiều bao nhiêu không biết, có người người ta năm này qua năm kia người ta trở thành một cái thói quen, người ta chuẩn bị mấy ngàn đồng đó. Người thì mua tivi, người thì mua phone, người thì mua thích cái gì mua cái đó. Cái thứ mà người ta giảm giá thì có hạn. Mình sắp xếp hàng hả, xếp hàng cả bao nhiêu tiếng đồng hồ đứng ngoài ngoài lạnh nữa. Có người trồng cả mền, đem cả mền ngồi cả từ từ 5 6 giờ chiều tới 1 giờ sáng, giành nhau rồi người này đẩy người kia rồi sinh ra rất là nhiều chuyện. Cho nên là thôi mình thì không 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 có tham gia, mình không tham gia ba cái ngày Black Friday ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình không biết, qua đây mình mới biết là cái ngày Black Friday. Các bạn chuẩn bị gì? Các bạn đã mua turkey chưa? Bạn mua gà tây chưa? Không có gà tây thì mình ăn cái gì nhỏ nhỏ cũng được. Ví dụ như là đi câu cá. Cái người dân Hoa Kỳ họ, họ tiêu tiền họ không suy nghĩ đâu. Họ thích về thăm gia đình, cha, thăm mẹ, thăm lâu. Tức là mỗi năm một lần. Từ tiểu bang này qua tiểu bang kia. Rồi hàng trăm, hàng ngàn cái số người ta cũng... dành cái thời gian này người ta đi thăm gia đình, người ta sum họp đoàn tụ với gia đình, xăng 100 200 một thùng, người ta cũng họ sống thoải mái lắm, không có tính toán, không có chi ly như người châu Á mình. Họ sống sống họ sống rất là thoáng. Bà con chúng ta ở Việt Nam họ rất là họ sống rất là khó khăn. Thí dụ như các bạn có dư có ấy thì đừng có lãng phí. Ăn uống tiết kiệm, mặc dù là phương Tây người ta chơi quen, người ta cuộc sống người ta. Hôm nay tôi dành một ít thời gian chia sẻ và hỏi thăm tất cả anh chị em. Chúc các bạn, chúc anh chị em một ngày Thanksgiving vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, với người thân. Remember, don't drink too much. Đừng có uống rượu nhiều, đừng uống bia nhiều, đi thăm mà vui quá đà quá trớn mà uống nhiều bị cảnh sát chặn mệt lắm. Còn 2 ngày nữa là ngày lễ tạ ơn, tôi dành một ít thời gian chúc mọi điều tốt lành đến với tất cả anh chị em. Tôi xin chân thành cảm ơn.